panno sugato lo kawido anut taro purisa damasa nati satta dewa manus sanang butto pagawa tinat Timei saranang anyang butto mei saranang warang ete nasam jawat jena ho tu mei jaya manggalang utta mangge na wandehang pada pamsum warut tamang butte yo kali todo so butto kamatutang mamang Soa ka to bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehi passiko opanayiko paccattang vedita bovinyuhi dinatti me saranang anyang dhammo me saranang varang etena satjavat Jena ho tu me chanya mangalang utta mangge na wandehang thammang charui thang warang thamme yo kali to do so thammo kamatu tang mamang Supatipanno bhagavato sāvakasaṅkho Ucupatipanno bhagavato Sāvaka Saṅkho, Nyāyapatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅkho, Samicchipatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅkho, Yadidaṃ ca Tāri Purisa Yugani Ahunayo, pahunayo, dakkhinayo, anjalikaraniyo, anuttarang punya, khettang lokasa, sinatti me saranang anyang, sangkho me saranang warang, etena sapchavat, Jena ho tu me jaya mangalang utta mangge na wandehang sangkhaing jadu vithot tamang sangkhe yo kali to do so sangkho kamatu tang mamang wandani je ti yang sap bang sap bat thane supatit tang Sāriri kathātu mahābodhiṃ buddha-rūpaṃ sakalaṃ sadā sambuddhe attavi saṅkhya-dvāda-saṅkhya-sahas sakye paṅkhya-satta-sahas sāni namāmi sirasāhaṃ te saṅdhammaṃ Namakaranupavena hantva sabbe upadave anekantaraya divina santuase sato sambuddhe pancha panya sancha chatuvisati sahas sakedasasatasahas sani namami sirasa Aham te sang thammang cha sang khang cha adare na namani hang namakara nu pha ve na ham toa sap de upat da ve aneka antaya divina santu ase sato sambut te na vut sarasate atta jatali sasahas Sakye visati satasahas sani namami sirasa aham te sang thammang cha sangkhaṃ cha adare na namami hang namakara nu pha ve naham toa sabbe upadave aneka antaraya divina santu ase sato sap De purati maya disaya satta
ra su thi hòn tu sắp đề purat thi mà ya anu đi xa ya sắp ta ra su thi hòn tu sắp đề đăng khi na ya đi xa ya sắp ta ra su thi hòn tu sắp đề đăng khi na ya anu đi xa ya sắp ta ra su thi hòn tu sắp đề bắt chi mà ya đi xa ya sắp ta ra su thi hòn tu sắp đề bắt chi mà ya anu đi xa ya sắp ta ra su thi hòn tu sắp đề uttara ya đi xa ya sắp ta ra su thi hòn tu sắp đề uttara ya anu đi xa ya sắp ta ra su khi hòn tu sắp đề upari ma ya đi xa ya sắp ta ra su khi hòn tu sắp đề hết thi ma ya đi xa ya sắp ta ra su khi hòn tu sắp đề sắp ta ra hòn tu su khi ta hòn tu nít đúc kha hòn tu áp cha bát cha hòn tu ani kha hòn tu đi kha du kha hòn tu aroga hòn tu sam pháp tỳ hi sa mít chan tu su khi áp ta năng parihara tu đúc kha bát ta chanit đúc kha phayat bát ta chanit phayaso kha bát ta chanit so ca hòn tu sắp đề pi pa ni no akasattha cha pummattha devanaga mahittika punyang no anumodan tu chirang rakkhan tu sasanam akasattha cha pummattha devanaga mahittika Bunyang no anumodan tu chirang rakkhan tu no garu akasattha cha pummattha devanaga mahittika Bunyang no anumodan tu chirang rakkhan tu nyatayo akasattha cha pummattha devanaga mahittika Bunyang no anumodan tu chirang rakkhan tu panino akasattha cha pummattha deva naga mahittika Bunyang no anumodan tu chirang rakkhan tu no sada idang watano punyang asawak kaya wahang ho tu ana gate kale Sa thủ. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Xin chào các Phật tử. Ngày hôm nay chúng ta học tiếp bài học Con kính đảnh lễ sư ạ. lộ tâm đắc đạo. Đắc trước có đó là một là định nghĩa, hai là các giai đoạn tu tập để đắc được đạo quả, thứ ba là biểu đồ của lộ tâm đắc đạo quả, thứ tư là các tâm, Thưa sư, chưa thứ năm thấy màn là hình, chưa thấy màn hình sư ơi. chưa thấy hả? Không thấy gì hết.
thứ nhất là định nghĩa, thứ hai để đọc tập để đọc quả, thứ ba là biểu lộ của lộ tâm, thứ là các trạng tâm, thứ tư là, thứ năm là các tính các tâm lộ, thứ sáu là dạ cũng chưa thấy màn hình thưa sư. Mạng yếu nó còn xoay dữ lắm sư, nó chưa lên nổi. Nãy giờ là các tử lệ bái tâm bảo nó cũng bị đứt quả. Thấy chưa, lớp thấy màn hình chưa? Dạ rồi thưa sư. Tức là có phần định nghĩa các giai đoạn tu tập để đắc được đạo quả. Thứ ba là biểu đồ của lộ tâm đắc đạo quả. Thứ tư là cách tính các trạng tâm. Thứ năm là cách tính số lượng tâm. Thứ bảy là cách tính số lượng lộ tâm. Thứ tám là nói về lộ tâm đắc đạo xảy ra ở hạng người nào. Và thứ chín là lộ tâm đắc đạo xảy ra ở các cõi nào. Thì hôm trước là mình đã học xong cái phần định nghĩa, phần các giai đoạn tu tập đắc được đạo quả. À, tại cái phần này đó, nó liên quan đến 7 thanh tịnh với lại 16 tuệ minh sát. Cái phần hôm trước tại sư chưa đưa được cái bài vào cái 16 tuệ minh sát vào, cho nên mình nói nó hay bị đứt đoạn tí. Hôm nay mình học lại cái phần này một tí để sư nói cái phần chi tiết này một tí. Tại cái này là cái phần cũng là cái phần mà đắc đạo quả thì mình chưa đâu, nhưng mà các giai đoạn tu tập này thì mình cần nắm bắt rõ, mình cần nắm bắt rõ. Cho nên sẽ nói lại cái phần này, tức là các giai đoạn tu tập, các đạo quả. Thưa sư tắt mic rồi. Tức là trong phần trong bài kinh ước nguyện đó, Đức Phật thì nói là nếu mà một người tu tập mà muốn thành tựu về giới, mà thành tựu về định, thiền định hay là đạo quả, thì cái yếu tố đầu tiên mà vị đó cần phải có đó là giới. Cho nên giới tịnh là yếu tố giúp vị hành giả đó là tu tập chứng đắc được thiền định hay là đạo quả. Còn nếu mà chúng ta không có không có được phần thanh tịnh về giới thì rất khó mà chúng ta có thể tu tập chứng đắc được thiền định hay là đạo quả. Thứ tư đó là tâm tịnh. Tâm tịnh ở đây đó là chỉ thấp nhất, đó là mức độ tâm định đủ để có thể chứng đắc được đạo quả. Đạo quả. Còn cái mức độ cao ở đây đó là chỉ
cho vị hành giả mà tu tập đã chứng đắc được thiền định. Tức là ít nhất là cần phải có tâm định thì mới có thể tu tập chứng đắc được đạo quả. Còn tốt nhất đó là tu tập để chứng đắc được thiền định. Tại khi tu tập chứng đắc được thiền định đó thì tâm nó đã rột rửa được một số phiền não, làm lắng dịu được một số phiền não như là năm triền cái. Năm triền cái làm cho lắng dịu đi thì ở lúc đó nó, tâm nó sẽ được thanh tịnh. Và nhà đó mà cái việc tu tập chứng đắc được đạo quả thì nó thuận lợi nhiều hơn. Thứ ba đó là kiến tịnh. Ba là kiến tịnh. Kiến tịnh ở đây đó là sự thanh tịnh mà nhờ có sự hiểu biết. Cái đích thí ở đây là sự hiểu biết. Chữ đích thí mà thường cái đích thí á, đúng ra là ở đây nó phải là cái kiến tịnh ở đây nó phải là samadhi. Tức là chánh kiến, ở trong trường hợp này nó phải là chánh kiến. Thì tức là trí mà hiểu biết được, phân biệt được danh và sắc. Trí mà phân biệt được danh và sắc thì cái trí đó người ta gọi là cái sự hiểu biết đó được xem là cái sự thanh tịnh ở giai đoạn đó là gọi là kiến tịnh. Kiến tịnh ở đây cái hiểu biết về danh và sắc ở đây là ở trong trường hợp này nó khác với mình học ở trí văn ha. Ví dụ mình học ở trí văn đó, ví dụ mình biết là cái này là 121 tâm, cái này là 28 sắc pháp, rồi trong 121 tâm đó mình có tâm gì đó là trí văn. Trí văn nó không kể vô ở đây được, mà cái chữ kiến tịnh ở trong trường hợp này đó là người ta chỉ cho là thấy bằng trí tuệ. Tức là thấy phân biệt được danh và sắc bằng trí, tức là bằng trí tu. Trong trường hợp này là bằng trí tu. Thứ tư đó là đoạn nghi tịnh căn kha vi tam na vi xuất khí. Đoạn nghi tịnh ở đây đó là chỉ cho trong 16 tuệ minh sát á, thì kiến tịnh á, nó chỉ cho là kiến tịnh á, nó chỉ cho tuệ là phân biệt danh và sắc. Tức là biết được cái nào là danh, cái nào là sắc. Còn đoạn nghi tịnh là nó chỉ cho giai đoạn mà trí tuệ biết được đó là tức là duyên đạt tuệ với lại phổ cập tuệ. Duyên đạt tuệ tức là trí thấy được cái nguyên nhân làm cho danh và sắc sinh khởi. Ở trên thì phân biệt danh và sắc, nhưng mà ở đây nó biết là cái danh và sắc này nó sinh khởi á, nó có nguyên nhân của nó. Ví dụ như làm trong mình học ở trong lý duyên khởi đó là mình thấy là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Thì trí mà đoạn nghi tịnh là cái trí tuệ thấy được cái sự cái nguyên nhân sanh khởi của danh và sắc đó, cho nên họ không còn nghi ngờ nữa. Họ đoạn trừ được cái sự hoài nghi là danh này sắc này sanh từ đâu có, không có sự nghi ngờ đó nữa. Rồi nó cũng chỉ cho phổ cập tuệ, tức là để phổ thông. Phổ cập ở đây nó là chỉ cho cái tâm tướng, tức là vô thường khổ vô ngã. Tức là thấy danh và sắc này đó là nó sanh khởi do có nguyên nhân và nó bị chi phối bởi cái định luật đó là vô thường khổ vô ngã. Do đó họ cái người tu tập mà có được cái sự có cái trí tuệ này rồi á thì không có còn nghi ngờ đối với danh và sắc này là của ta hay là ta gì nữa, hoặc là ai cho gì nữa, nó không có vậy. Tức là đoạn trừ được cái hoài nghi này thì người ta gọi là cái đoạn nghi tịnh.
căng tha bi tăng đã bi xuất thí đạo phi đạo ti kiến tình mắc ca mắc ca nhà đó sa bi xuất thí, tức là ở giai đoạn này đó cái hành giả cái vì cái trí ở đây có là cái trí mà còn yếu cho nên chưa xác định rõ được là chưa có xác định rõ là tức là còn cái vì cái trí nó còn yếu á, cho nên cái phiền não nó dễ dàng chi phối làm cho hành giả đó là ngộ nhận con đường mà mình đang tu tập á. À, tức là chưa phân biệt được đâu là con đường đúng, đâu là con đường sai, tức là chưa có rõ ràng, nó giống như là đang ở trong ngã ba ngã tư đường vậy đó. Dạ. Thì cái giai đoạn mà đạo tri kiến tình á, thì ở đây nếu mà tính theo tuệ minh sát á, thì nó bắt đầu từ tuệ thứ 4, thứ 4, tức là sanh duyệt tuệ, tức là tuệ thấy được sự sanh diệt của danh và sắc. Rồi thứ 5 đó là tức là từ tuệ thứ 4 đến tuệ thứ 11 đến hành xả tuệ. À, từ thứ 4 đến thứ 11, tức là từ tuệ sanh diệt đến hành xả tuệ. Sanh diệt tuệ ở đây đó là chỉ cho sự sanh diệt của danh và sắc, còn duyệt một tuệ ở đây đó là tí chỉ thấy là sự diệt của danh hoặc là của sắc, tức là thấy một trường hợp thôi, thay vì ở đây thì thấy sanh diệt nhưng mà ở đây thì thấy trường hợp diệt thôi. Yeah. Nhưng mà nó rõ hơn, mặc dù thấy một trường hợp nhưng mà nó rõ hơn. Nó rõ hơn. Ở đây ví dụ hai trường hợp nhưng mà nó không có rõ. Dạ. Còn ở đây thì mặc dù chỉ có thấy một trường hợp nhưng mà trường hợp ở đây thì trẻ tí nó thấy rõ hơn. Còn thứ 6 đó là kinh úy tuệ phải gia nhà ná. Kinh úy tuệ ở đây thì ở đây mình có chữ phải giá làm dịch là sợ. Nó giống như là tâm sân, nhưng mà thật sự thì nó không phải tâm sân. Nó không phải là tâm sân. Tại ở đây tuệ thì nó không thể nào là tâm sân được. Không thể nào là tâm sân được. Thì ở đây ở trong thanh tịnh đạo, ví dụ cho mình để mình hiểu về kinh uy tuệ á, tức là giống như một người mẹ có ba người con, và ba người con đó là phạm cái lỗi ấy, trong quốc độ mà đức vua xử chém đầu, và người con thứ nhất là đã bị chém rồi, người con thứ hai đó là đang đưa vào cái nơi mà người ta chém, tức là đang đặt con dao kê sẵn ở trên cổ. Dạ. Rồi người thứ ba, người con thứ ba đó là chắc chắn cũng sẽ bị như vậy. Thì thấy cái cảnh đó đó, thấy cái cảnh đó thì có cái tâm kinh sợ, có cái tâm kinh sợ, thì cái hình ảnh đó là ví dụ cho là kinh quý tuệ, khi mà hành giả thấy được danh và sắc qua các loại tuệ ở phần trên, ở phần trên. Rồi thứ năm đó là tội quá tuệ, hay là đi nó quá nhà nát. Tội quá tuệ ở đây thì ở trong thanh tịnh đạo, ví dụ giống như là mình đang ở một cái căn nhà mà bị cháy, hoặc là mình đang đi ngang qua cái khu rừng mà có các bọn cướp mà chuẩn bị đang rình rập để cướp cái tài sản của người đi đường, thì khi mà
một cái ngôi nhà mà đang bị cháy á, thì mình thấy là sao? Mình không thể ở trong đó được, mà mình sẽ bỏ nó đi, mình cảm thấy sợ hãi, mình bỏ nó đi. Hoặc là cái hình ảnh tội quá tuệ, a đi nó quá nha nát này á, người ta hiểu theo cái thí dụ giống như là cái trường hợp mà ngài Rathappala, ngài Rathappala mà lúc mà ngài còn sống ở tại gia đình, tại ngài là con một của gia đình, mà một con tử mà con một của gia đình thì được gia đình rất là thương quý, cho nên thường ở gia đình thường tổ chức những buổi tiệc, đó là có những người phục vụ, những người hầu múa hát để cho công tử Rathappala xem. Công tử Giá Sát thì nói về một ngày nọ, các những người hầu này sau cái tiệc rượu rồi múa hát gì đó, rồi sau ngủ giống càng khuya thì ngủ quên đi. Thì lúc mà ngủ đó thì lúc mà còn tỉnh á, thì cô nào cũng trang trí tóc tai, cô nào cũng đẹp. Dạ. Nhưng mà đến khi uống rượu vào rồi đến khi ngủ say thì lúc đó công tử Giá Sát mới thức dậy trước, thì mới thấy đó là tóc tai thì bù xù rồi, có cô thì nói nhảm, có cô thì chảy nước chảy chẳng hạn. Dạ, thì công tử Giá Sát thấy cái hình ảnh đó thì sợ quá, rồi bỏ nhà vào ở trong rừng để xuất gia. Rồi lúc đó thì gặp được Đức Phật, rồi Đức Phật ngày mới cho xuất gia. Thì cái hình ảnh mà ngài Giá Sát ngài thấy đó, thì cái đó nó giống như là hình ảnh của người tu tập mà có được cái trí tuệ gọi là tội quá tuệ. Cái thứ tám đó là yểm ly tuệ. Yểm ly tức là nhàm chán. Nhàm chán giống như là trong thanh tịnh đạo, ví dụ giống như là sư tử hoặc là loài voi, nó quen sống ở cái rừng núi hoang dã. Mà bây giờ mình bắt nó ở trong chuồng, ví dụ mình trong cái lồng, cho dù cái lồng đó mình làm bằng vàng bằng bạc đẹp như thế nào đi chăng nữa, mình cho nó ăn đầy đủ như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà nó cảm thấy vẫn không có thoải mái, nó không có vui. Giống như là mình bỏ nó vào ở trong cái khu rừng băng giả và nó tự sống, nó đi một cách thoải mái theo cái ý của nó muốn. Thì cái hình ảnh đó nó giống như là vị hành giả khi mà đã có được cái yểm ly tuệ á, thì nhàm chán đối với danh và sắc cũng giống như vậy. Thứ tư đó là thứ chín đó là dục thoát tuệ. Dục thoát tuệ tức là mong muốn thoát khỏi cái sự trói buộc của danh và sắc. Nó giống như là cái sự mong muốn đó là giống như là chúng ta, nếu mà ở dưới quê ở Sài Gòn thì chúng ta hơi khó hiếm khó thấy. Chúng ta thấy là cái hình ảnh mà con rắn mà nó bắt được con mồi, nhất là con ếch con hoặc là con nhái, thì lúc đó nó cố gắng vùng vẫy để nó thoát khỏi cái miệng của con rắn. Hoặc là chúng ta xem, thỉnh thoảng chúng ta xem thế giới động vật á, chúng ta cũng thấy cái hình ảnh đó. Hoặc là hình ảnh của sư tử mà nó bắt các con loài, con thú nhỏ mà nó ăn, thì chúng ta thấy là sao? Lúc đó là mấy con thú nó vùng vẫy để nó cố gắng thoát khỏi cái miệng của con sư tử, hoặc là cái sự bắt giữ của con sư tử. Thì cái hình ảnh đó nó giống như là vị hành giả mà khi mà có được dục thoát tuệ thì mong muốn thoát khỏi cái sự trói buộc của danh và sắc, giống như vậy. Còn thứ 10 đó là quyết ly tuệ. Quyết ly tuệ quyết ly tuệ ở đây đó là trong thanh tịnh đạo, ví dụ cho mình đó là giống như là một người đánh bắt cá. Đánh bắt cá rồi khi mà
quăng lưới xuống rồi kéo lên rồi nắm được cái đầu của con rắn mà cứ tưởng là con cá, rất là mừng. Nhưng mà đến khi kéo lên rồi mới phát hiện đó là con rắn. Và con rắn đó là, tại vì nó là con, nó là con dạng rắn độc, cho nên nó có cái gì mà ở trên cổ đó, không biết tàn gọi là cái gì, sư quên mất. Thì mới thấy sợ, rồi mới quyết định đó là tìm cách đó là quăng nó đi, quăng bỏ nó đi. Thì đó là cái, nó giống như là cái quyết ly tuệ của vị hành giả, khi thấy được danh và sắc nó như vậy rồi thì quyết định là từ bỏ nó. Rồi thứ 11 đó là hành xả tuệ. Hành xả tuệ được thí dụ đó là giống như là một người thanh niên vừa cưới được một người vợ rất là xinh đẹp, và đi đâu cũng mang theo. Nhưng mà một lần nọ thì người thanh niên này phát hiện người vợ mình đi với một người đàn ông khác, ăn ở với một người đàn ông khác, thì cảm thấy chán nản và quyết định bỏ đi cái người vợ đó. Thì đó là cái hành xả tuệ, tức là vị hành giả khi mà thấy được cái bản chất thật của danh và sắc. Tại vì trước đây mình chấp nó là ta, là của ta gì đó, thì bây giờ khi mà thấy được cái bản chất thật của danh và sắc như vậy thì hành giả không còn chấp nó nữa. Thì giai đoạn mà từ tuệ thứ tư, tức là sanh duyệt tuệ đến hành xả tuệ, thì người ta gọi nó là đạo phi kiến tịnh. Đạo phi kiến tịnh, tức là một loạt các trí tuệ đó nó vẫn được liệt vào đó là đạo phi kiến tịnh. Tức là trí có, mặc dù là có được cái loại trí, các loại trí đó, nhưng mà vì cái loại trí đó nó vẫn còn yếu, vẫn có khả năng đó được bị phiền não chi phối, làm cho các hành giả ngộ nhận cái đạo lộ mình đang tu tập. Thì cho đến khi mà thứ sáu đó là hành lộ tri kiến tịnh. Hành lộ tri kiến tịnh á, thì nó cũng chỉ cho các tuệ mà từ tuệ sanh diệt, tức là từ tuệ số 4, nhưng mà nó thêm hai loại tuệ nữa, tức là từ số 4 tới số 13. Thay vì nãy thì thấy hành xả tuệ thôi, thì bây giờ nó thêm hai cái loại tuệ nữa. Thì sẽ gì cái hành lộ tri kiến tịnh này đó, nó vẫn lặp lại các loại tuệ lúc nãy. Thì là vì cái tuệ lúc nãy mặc dù mà có được rồi, nhưng mà nó vẫn còn yếu, giống nó có nhưng mà nó vẫn còn yếu. Cho nên cái hành lộ tri kiến tịnh này á, sẽ làm cho hành giả phát triển thêm các loại tuệ này, và có thêm được hai loại tuệ nữa, đó là thuần thứ tuệ á, được trong mi tiên bắn đáp, ví dụ đây là giống như là các quan đại thần giỏi và vạch ra các kế hoạch của quốc gia, rồi đem đến cho đức vua ký vào. Và đức vua lúc bây giờ nó làm vì các quan đại thần này là những quan đại thần giỏi và đáng được tin tưởng, cho nên lúc bây giờ đức vua không có còn có gì hoài nghi nữa, mà cứ đưa văn bản vào là cứ ký duyệt thôi. Thì đó là hình ảnh của thuần thứ tuệ. Rồi 13 đó là chuyển tộc tuệ. Chuyển tộc tuệ đó là trong, tức là giai đoạn chuyển từ phàm sang thánh. Ở trong thanh tịnh đạo, ví dụ cho mình đó là giống như là cái người đang ở cái bờ bên này là người phàm phu, và cái bờ bên kia của con sông thì đó là thánh trí.
là phân tí. Thì giai đoạn chuyển tộc tuệ á, mặc dù phàm phu nhưng mà nó trên con đường đi đến bậc thánh, tức là đang từ bờ bên này và đang nhảy qua bờ bên kia. À, từ bờ bên này và đang nhảy qua bờ bên kia, tức là trên đường mà đang đi đến, giống như chúng ta đu đu dây để qua bên kia gì đó. À, thì vậy thì trên trong con đường mà đang đu dây mà chưa đụng đến bờ bên kia, thì giai đoạn đó người ta gọi là chuyển tộc tuệ, và cho đến khi nào mà vừa đặt chân đến bờ bên kia thì cái đó là thánh đạo thánh quả. Yeah. Thì từ tuệ số 4 đến tuệ số 14, 13 này thì người ta gọi nó là theo bảy thanh tịnh, thì nó là hành lộ tri kiến tịnh, tức là lúc bây giờ là hành giả biết được con đường mà mình tu tập rõ ràng và chỉ đi theo thôi. Yeah. Và thứ bảy đó là tri kiến tịnh. À, tri kiến tịnh ở đây đó là chỉ cho cái này nó chỉ có 7 thôi, xin lỗi. Tri kiến tịnh đó là chỉ cho cái tri kiến mà của bậc thánh. À, tức là trí có trong tâm đạo tâm quả. À, trí đạo tâm quả là khi mà hành giả có được tri kiến tịnh, tức là đã chứng được thánh quả. À, mà thấp nhất đó là sơ đạo sơ quả. Ở đây mình cũng phân biệt một tí cái chữ kiến tịnh với là tri kiến tịnh. À, chữ kiến tịnh ở đây là tiếp thí bí xuất thí. Chữ kiến tịnh ở đây nó chỉ là sự hiểu biết ở giai đoạn đó là phân biệt được danh và sắc. Còn cái chữ tri kiến tịnh á, nhà nó có sáu bí xuất thí. Ở trong trường hợp này đó là nó chỉ cho trí mà có trong tâm đạo tâm quả. À, trí có tâm đạo tâm quả. Thì nếu mà theo ở trong tuệ minh sát thì tri kiến tịnh ở đây nó là đạo tuệ và quả tuệ. À, thì đó là các giai đoạn mà mình các giai đoạn mà tu tập để đạt được đạo quả. À, thì phải trải qua những giai đoạn như vậy. Đây là cách trình bày theo bảy thanh tịnh. À, theo bảy thanh tịnh. Và khi mình nói đến bảy thanh tịnh á, thì nó phải trình bày theo 16 tuệ minh sát, mặc dù trong đó mình không lấy hết. Yeah. Nhưng mà nó có liên quan đến 16 tuệ minh sát. Đó là theo cái cách mà trình bày giải thích ở trong thanh tịnh đạo. Yeah. Chỉ có ở trong thanh tịnh đạo giải thích bảy thanh tịnh này liên quan đến các loại tuệ minh sát thôi là rõ nhất. Nên nếu mà chúng ta đọc ở trong chánh kinh thì chúng ta cũng không có được cái bản giải thích như vậy. Yeah. Rồi, đó là phần thứ hai. Bây giờ phần thứ ba đó là biểu đồ của lộ tâm đắc đạo quả. Để đây mình có thêm một số đơn vị lộ tâm, một số đơn vị mới. Tức là hôm trước cái hộ kiếp là mình ký hiệu bằng chữ H, rung động thì bằng chữ R, viết dòng thì bằng chữ D, KI là khai ý môn. Ở dấu hỏi là chuẩn bị, ở dấu nặng là cần hành, âm u dấu nặng là thường thứ, y dấu hỏi là chuyển tộc, a dấu nặng là tâm đạo, a dấu hỏi là tâm quả, e dấu sắc là tiếng bạch. Ký hiệu này phải nhớ để khi mình vào ở trong phần lộ trình tâm thì mình không có bị trở ngại. Đây là lộ trình tâm chiến đắc được đạt quả. À, lộ trình tâm trường hợp thứ nhất đó là lộ đắc sơ đạo của người trì căn. À, lộ đắc sơ đạo của người trì căn thì mình có, đó là khi mà có lộ trình tâm này nó diễn ra thì nó có là rung động, dứt dòng, khai ý môn, cần hành, thuần thứ, chuyển tập. Thì giống như nói lúc nãy, cái chuyển tập đó là giai đoạn từ người phàm phu mà đổi chuyển sang bậc thánh.
giống như là mình đang đứng bên bờ bên này và mình đang nhảy qua cái bờ bên kia, thì cái chuyển tập là nó ở giai đoạn đó. Và khi đến được bờ bên kia thì đó là tâm đạo, và xa tâm đạo đó là tâm quả. Thì ở lộ trình tâm mà của người trì căn thì mình có giai đoạn chuẩn bị, và sau tâm đạo thì mình có hai sắc na tâm quả. Ở người lợi căn thì nó bỏ qua một cái giai đoạn chuẩn bị, nhưng mà sau tâm đạo thì nó có ba sắc na tâm quả. Thì đây là lộ sơ đạo, lộ tâm đắc sơ đạo. Thứ hai đó là lộ tâm đắc đạo cao. Ở đây sẽ mình phải chia nó ra làm hai, đó là vì cái lộ sơ đạo á, là từ người phàm phu mà chuyển sang bậc thánh, cho nên nó là lộ sơ đạo, tức là lộ mà đắc thánh quả đầu tiên, tức là từ người phàm phu mà chuyển sang bậc thánh. Còn lộ đắc đạo cao ở đây đó là chỉ cho giai đoạn từ Tư Đà Hàm, A Na Hàm cho đến A La Hán. Thì về khác nhau đó là nó chỉ khác nhau ở cái điểm đó là trong sát na tâm chứng đắc đạo quả, đó là thay vì ở chuyển phần thu mình chuyển sang bậc thánh, thì ở đây nó được thay thế bằng cái sát na đó là tiến bậc, tức là tiến từ thấp đạo quả thấp lên cái đạo quả cao hơn. Thì cái tiến bậc ở đây đó là nếu mà ở Tư Đà Hàm thì cái tiến bậc ở đây nó là của bậc Tu Đà Hoàn, còn nếu mà A Na Hàm thì cái tiến bậc ở đây đó là của Tư Đà Hàm, còn nếu mà A La Hán thì cái tiến bậc ở đây chỉ cho là A Na Hàm. Còn nếu mà đó là ở người trì căn thì nó thiếu, nó có sát na chuẩn bị. Còn nếu mà ở người lại căn thì bỏ đi cái chuẩn bị để sau đó thì nó là, nhưng mà sau sát na tâm đạo thì đó là ba sát na tâm quả. Thì đó là hai trường hợp lộ tâm chứng đắc đạo quả. Thứ nhất là lộ đắc sơ đạo, thứ hai đó là lộ đắc sơ quả. Và cái tiến trình tâm này là diễn ra cho tất cả các bậc thánh, ngay cả Đức Phật thì cũng diễn ra như vậy. Chỉ có khác nhau đó là Đức Phật khi mà chứng được sơ đạo sơ quả thì chứng tiếp đó là nhị đạo nhị quả và đến A La Hán quả. Còn các bậc thánh còn lại thì có thể chứng đắc được một đạo quả nào đó rồi dừng lại, có thể kiếp này hoặc là kiếp sau chứng tiếp, có khi thì nhiều kiếp sau đó nữa thì mới chứng được thánh quả tiếp theo. Cũng có vì đó là chứng được bậc thánh này rồi thời gian sau thì mới chứng đắc được đạo quả tiếp theo, giống như là trường hợp của ngài Sariputta với ngài Mokkhalana, tức là nghe pháp từ ngài Asacchi rồi chứng được thánh quả tu, rồi sau đó gặp Đức Phật sinh xuất gia, người thì tuần lễ sau thì mới chứng được thánh quả A La Hán, người thì nửa tháng sau thì mới chứng được thánh quả A La Hán, và nhiều trường hợp khác cũng tương tự vậy. Nhưng mà khi mà diễn ra thì lộ trình tâm vẫn diễn ra giống nhau, lộ trình tâm thì vẫn diễn ra giống nhau. Rồi. Nếu mình làm vậy thì chúng ta sẽ không thấy được. Về chẳng tâm, chẳng tâm thì nó cũng giống như là ở lộ tâm đặc biệt này, thì vì tâm nó chỉ làm hai công việc thôi. Một đó là khai môn, tức là nó mở cửa để cho các tâm khác nó đi vào, rồi sau đó là các tâm còn lại, dù nó có tên gọi khác nhau nhưng mà nó chỉ có một cái công việc duy nhất, đó là việc động lực
Cho nên khi mà tính chặn tâm ở các loại lộ trình tâm đặc biệt các thì nó chỉ có hai công việc, hai chặn, đó là khai ý môn và động lực. Khai ý môn và động lực. Thứ hai đó là các tâm lộ, trong lộ tâm đắc đạo quả. Các tâm lộ thì mình cứ đếm thôi. Đếm có bao nhiêu sắc na tâm thì có bấy nhiêu tâm lộ. Ở đây mình có là trường hợp một, mình có là khai ý môn, chuẩn bị cận hành, thuận thứ, chuyển tập, đạo, rồi hai sắc na tâm quả thì mình có là 2, 4, 6, 8. Cả hai lộ trình tâm đều có 8 sắc na, như vậy thì nó có 8 tâm lộ khách quan. Tám tâm lộ khách quan. Các tâm có mặt trong lộ tâm đắc đạo quả. Ở đây khi mà người ta vẽ như vậy thì mình phải hiểu, đó là nhìn vào thì chúng ta phải hiểu. Tức là ở trường hợp một đó, trường hợp một là người ta vẽ cho lộ đắc sơ quả. Lý do làm sao mình biết là lộ đắc sơ quả là bây giờ ở đây đó là nó có chuyển tộc, sau đó là tâm nào, cho nên nhìn vào là dù cũng có chữ nào nhưng mà chúng ta nhìn vào chúng ta phải tự mình nhận ra đây là lộ đắc sơ đạo. Còn trường hợp thứ hai đó là trường hợp đó là lộ đắc đạo cao. Lý do đó là mình có là sắc na tâm tiến bạch và sau đó là tâm đạo. Đó là những ký hiệu mà khi mình nhìn vào mình phải nhớ, và nó cũng là lý do tại sao người ta học cho người ta ký hiệu cho mình các đơn vị tâm lộ lúc nãy. Thì mình phải nhớ cái đó để khi mình nhìn vào thì mình biết đâu là lộ đắc sơ đạo, đâu là lộ đắc đạo cao. Cho cái này mà nếu mà cái người mà không có nắm cái ký hiệu của phần trước đó, nhìn vào cái này người ta không hiểu. Người ta biết là đắc đạo, lộ đắc đạo quả, có khả năng là người ta biết là lộ đắc đạo quả. Nhưng mà người ta sẽ không phân biệt được đó là đâu là lộ sơ đạo và đâu là lộ đắc đạo cao. Tại mỗi ký hiệu người ta có thể ký hiệu khác nhau. Thì nếu mà ở trong lộ đắc sơ đạo thì ở đây mình có là lộ đắc sơ đạo hay là lộ tiến bậc á, nếu mà một tiến trình tâm xảy ra thì nó vẫn giống nhau, tức là nó có 3 thứ tâm, xin lỗi, có 4 thứ tâm. Một đó là tâm tâm khai ý môn, hai đó là tâm một trong 4 tâm đại thiện hợp tí, một trong 4 tâm đại thiện hợp tí, tức là sát ra chuẩn bị cận hành, thuận thứ, chuyển tộc. Ở đây là nó là một trong 4 tâm đại thiện hợp tí, rồi sau đó là một tâm đạo, rồi một tâm quả. Hai tâm quả này giống nhau ha, tức là thứ tâm nếu mà ở đây là, tức là nếu mà sơ quả thì nó sơ quả giống nhau ha. Nó hai sắc na thôi, nó là một thứ tâm. Còn đó là nếu mà một tiến trình tâm xảy ra. Ở trường hợp thứ hai thì cũng vậy, nhưng mà ở đây sau khai ý môn thì nếu là bậc thánh hữu học, tức là từ Tư Đà Hàm đến A Na Hàm thì cái sắc na chuẩn bị cần hành, cần hành, thuận thứ và chuyển và tiến bậc ở đây á, nó là một trong 4 tâm đại thiện hợp trí. Nhưng mà nếu mà nó chỉ là một trong 4 tâm đại thiện hợp trí thôi hả? Xin lỗi. Đúng rồi, cái này nó chưa có tâm đại tố. Cả bậc thánh để chứng giai đoạn chứng đắc được bậc thánh A-la-hán cũng vậy ha. Thì ở đây nó tại là ở đây nó là từ Tư Đồ Hoàng, quả Tu Đồng Vần, Tư Đà Hàm và A Na Hàm
Thì ở đây nó vẫn là bốn đại thiện hợp trí, bốn đại thiện hợp trí. Còn ở đây thì tâm đạo ở đây thì nó có thể là nhị đạo, tam đạo hoặc là tứ đạo. Thì tương tự, nếu mà đây nhị đạo thì ở đây nó là nhị quả, ở đây tam đạo thì nó là tam quả, tứ đạo thì nó là tứ quả. Thì đó là một, nếu mình tính một tiến trình tâm xảy ra thì nó có bốn thứ tâm, có bốn thứ tâm. Nhưng mà nếu mình tính tổng quát, tổng quát ở trường hợp một thì mình có bao nhiêu? Ở đây mình có một rồi, cái này mình có bốn là năm. Năm thì nếu mà đạo quả mà mình tính theo thiền thì mình có năm tâm đạo. Thì mình có như vậy thì mình có mấy? Đó là năm, vậy là mình có mười, mười lăm á, tôi mười lăm mà sơ năm, đạo năm à, năm tâm đạo, năm tâm quả ha, năm tâm sơ đạo, năm tâm sơ quả. Thì tức là năm tâm đạo dự lưu, năm tâm quả dự lưu tính theo thiền thì mình có mười, mười lăm. Có 15. Còn ở trường hợp thứ hai á, cái này thì nó cũng có 5. Nhưng mà ở đây thì mình có là 5 tâm nhị đạo, 5 tâm nhị quả, 5 tâm tam đạo, 5 tâm tam quả, 5 tâm tứ đạo, 5 tâm tứ quả. Thì ở đây mình có 30 thì nó cộng lại nó 35. Tổng quát thì nó có 35. Ở trên thì mình có 15, ở dưới thì mình có 35. Đây, trường hợp thứ nhất, trường hợp thứ nhất, cái này người ta phân ra cho mình hai trang. Trường hợp thứ hai, tức là một tiến trình tâm xảy ra thì là có bốn thứ tâm, nhưng mà tổng quát thì mình có 35 thứ tâm. Số lượng lộ tâm thì ở đây thí dụ như là trường hợp mình đắc lộ đắc sơ đạo, thì mình có là người trị căn và người lợi căn. Như vậy sơ đạo là mỗi một trường hợp mình có hai lộ, nên tính theo người thì mình có hai lộ. Mà trong lộ đắc sơ đạo đó thì mình có là sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền và sơ đạo ngũ thiền. Thì mỗi một trường hợp như vậy thì mình có 5 năm. Như vậy thì mình có là 10 tâm lộ. 10 lộ tâm. 10 lộ tâm đắc sơ đạo. 10 lộ tâm đắc sơ đạo. Còn lộ đắc đạo cao. Lộ đắc đạo cao thì mình cũng tính giống nãy thôi, tức là mỗi một trường hợp mình có hai hạng người, có hai hạng người, người trị căn và người lợi căn. Rồi ở người trị căn á thì mình có năm lộ đắc nhị đạo, năm lộ đắc tam đạo, năm lộ đắc tứ đạo. Ở người lợi căn thì mình cũng có 5 lộ đắc nhị đạo, 5 lộ đắc tam đạo và 5 lộ đắc tứ đạo. Cho nên mình có đó là 30 lộ. 30 lộ. Cái này phải nhớ là theo thiền ha, người ta tính như vậy là tính theo. Mặc dù về tên lộ trình tâm thì nó giống nhau thôi. Tên lộ trình tâm thì giống nhau thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta phân
thân theo cách động từ phiền não, thân theo 10 kiết sử á, thì chúng ta mới thấy nó khác nhau. Còn tên của các tâm lộ đắc nhị đạo, tam đạo và tứ đạo thì chúng ta thấy nó giống nhau. Dạ. Nhưng mà cái cách phân này thì theo sư là có thể là do tính theo theo cái cách mà đoạn trừ phiền não. Cho nên phân ra tính tâm lộ theo cách đó, cho nên mình có 30 lộ tâm. 30 lộ. Vì người. Vì người. Vì người thì hạng người mà có thể chứng đắc được đạo quả thì chúng ta chỉ có hạng người gì? Chỉ có là người người tâm nhanh. Người tâm nhanh. Rồi người sơ quả, nhị quả, tam quả. Như vậy thì mình có mấy hàng người, mình có bốn hàng người. Có bốn hàng người ha. 4 hay 5. Xin lỗi. Lộ tâm đắc đạo quả xảy ra ở mấy hàng người. Ở lộ thứ nhất. Ở lộ thứ nhất thì nó có thể diễn ra với ba hàng người. Tức là thứ nhất đó là với người tâm nhanh. Người tâm nhanh khi mà tu tập chứng đắc được được sơ quả thì nó sẽ có lộ tâm này. Lộ tâm này. Rồi lộ tâm này nó cũng diễn ra ở người thì cái lộ tâm này thì khi mình nói diễn ra như vậy thì nó cũng diễn ra đó là ở hạng người sơ đạo. Hạng người sơ đạo. Rồi nó cũng diễn ra đó là nó cũng xảy ra đó là ở hạng người sơ quả. Tại nó có cái này thì nó có sơ đạo, nó mới có sơ quả. Rồi cái trường hợp thứ hai đó là trường hợp mà xảy ra ở bảy hàng người. Bảy hàng người ở đây đó là tức là người sơ đạo, người sơ quả, xin lỗi. Tức là từ người sơ quả, từ người sơ quả người ta tu tập chứng đắc được nhị quả, tam quả và tứ quả. Thì quả không lầm có ở bốn hàng người. Rồi ba người đạo, ba người đạo mà có được cái lộ trình tâm này. Chúng ta để ý ở đây đó là người đạo thì nó có bốn, người quả là nó có bốn hạng người, nhưng mà người đạo thì nó chỉ có ba hạng người thôi. Lý do đó là cái tâm đạo mà nó có ở sơ đạo á, khi mà nó sanh rồi nó diệt rồi nó không có nữa, nhưng mà cái tâm quả, cái suốt giai đoạn còn lại của người đó đó thì người ta gọi là người sơ quả. Cho nên người sơ quả tu tập, người sơ quả tu tập chứng đắc được cái lộ trình tâm này. Cho nên cái lộ trình tâm này nó vẫn diễn ra ở người sơ quả, nhưng mà nó không có người sơ đạo. Không có người sơ đạo. Cho nên ở đây nó có 7 hàng người. Nó có 7 hàng người. Về cõi. Vì cõi thì cõi khổ thì không có chứng đắc được đạo quả rồi. Từ cõi người, từ cõi người cho đến cõi trời sắc giới, ngoài trừ cõi cõi sắc giới, rồi bỏ năm cõi tình cư. Cái trường hợp thứ nhất ha, lộ tâm đắc sơ đạo. Lộ tâm đắc sơ đạo thì nó diễn ra đó là ở cõi người, bảy cõi vui dục giới, bảy cõi vui dục giới, rồi
bốn cõi vô sắc thì nó không được, bốn cõi vô sắc thì không có lộ tâm đắc sơ đạo, à, không có lộ tâm đắc sơ đạo, tại nó liên quan đến cái đề mục tu tập thiền quán, à, của cái hành giả, đó là phải thấy được danh và sắc. Giống trong giai đoạn tu tập mình chứng chứng đắc được đạo quả lúc nãy đó, thì nó liên quan đến việc đó là quán về danh và sắc. À, mà ở cõi vô sắc thì nó không có sắc, nên nó không thể tu tập chứng đắc được cái đạo quả đầu tiên. Rồi từ ra cõi vô tưởng thì chúng ta bỏ ra được năm cõi. Rồi trong 16 cõi vô sắc, 16 cõi sắc giới mình bỏ ra cõi vô tưởng thì nó còn lại là 15. 15, ở trong 15 cõi sắc giới đó là có 5 cõi dành cho bậc thánh A-na-hàm, cho nên lộ trình tâm đắc sơ đạo nó cũng không xảy ra, nên bỏ thêm 5 cõi đó nữa. Thì mình chỉ còn lại đó là 15 mà 5 cõi, thì chỉ còn có 10 cõi sắc giới. À, 10 cõi sắc giới. Như vậy thì cái lộ trình tâm thứ nhất á, nó chỉ diễn ra ở 17 cõi. À, 17 cõi, tức là 7 cõi vui dục giới và 10 cõi sắc giới. À, 10 cõi sắc giới. Thì mình gọi chung lại đó là 17 cõi vui ngũ uẩn. À, 17 cõi vui ngũ uẩn. Còn lộ trình tâm thứ hai đó, lộ trình tâm thứ hai, thật ra cái lộ trình tâm thứ hai này nếu mình tính mình chia ra thì nó vẫn vẫn có cái cách tính khác nhau nữa. Mình tính gom nó lại đi, cái lộ trình tâm thứ hai này thì nó có thể diễn ra đó là ở cõi sắc giới thì có, mình chỉ bỏ đó là bốn cõi khổ và cõi bốn cõi khổ và cõi vô tưởng, tức là bỏ ra năm cõi thì nó còn lại đó là 26 cõi. Thì 26 cõi đó mình gọi nó là bỏ cõi khổ thì nó là còn lại là cõi vui, bỏ cõi vô tưởng thì nó là hữu tâm. À, như vậy thì còn lại đó là 26 cõi vui hữu tâm, đó là trường hợp thứ hai. À, 17 cõi phàm vui, 17 cõi phàm vui ngũ uẩn ha, thêm chữ phàm vô nữa, em thêm chữ phàm để mình bỏ đi 5 cõi tình cư của bậc thánh A Na Hàm. À, 5 cõi tình cư của bậc thánh A Na Hàm. Thì đó là phần lộ tâm đắc đạo quả. À, lộ tâm đắc đạo quả. Đó là bài số mấy rồi? Giờ còn cái một bài nữa, học thêm bài nữa mà mệt quá. Còn lộ nhập thiền quả. Lộ nhập thiền quả. Tôi chắc để kỳ sau mình học đi ha. Bữa nay học nhiêu đây mệt quá. Kỳ sau mình sẽ học tiếp lộ nhập thiền quả với còn một lộ cái gì nữa đó. Lộ nhập thiền gì, hai lộ đó thì mình học một buổi được. Dạ, mời lớp nghỉ ra đây đi. Xin tạm mic lại cho cô Phúc Việt. Dạ, bài học đã kết thúc. Chúng con xin được kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp về lộ tâm đắc đạo ngày hôm nay ạ. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Đã xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha dạ. Nam Mô Tham Ma dạ. Nam Mô Sang Kha dạ. Con kính chư sư. Con xin thay mặt cô chú học viên trong room hồi hướng phước báo của bài học hôm nay đến chư thiên. Akasatha Chapamatha Dekwanagamahitika Unyang No Anumodan Tuchirang Rakhan Tusasanang Akasatha Chapamatha Dekwanagamahitika Bồn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nô gà rô a ta sa tha cha phong ma tha đê qua na gà ma hi thi ca.
Bồn nhang lô an mô đàn tu chi răng ra khám tu nhà ta yô a ca sa tha cha phong ma tha đê qua na ga ma hi thi ca. Bồn nhang lô an mô đàn tu chi răng ra khám tu pa ni lô a ca sa tha.